177 trí thức trẻ Việt Nam với 136 đại biểu trong nước và 41 đại biểu đến từ 16 quốc gia, vùng lãnh thổ sẽ tham gia Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ tư năm 2021 với chủ đề Phát huy trí thức trẻ Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Sự kiện do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 25 đến ngày 26 tháng 11 năm 2021 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với điểm cầu chính tại Hà Nội, nơi để các trí thức trẻ Việt Nam trong và ngoài nước thảo luận về tầm nhìn, sứ mệnh đóng góp cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, nơi chuyển giao tri thức, công nghệ cho những dự án liên kết, liên ngành, ứng dụng nghiên cứu tiến bộ khoa học công nghệ mới, đào tạo đội ngũ khoa học kỹ thuật trình độ cao cho tương lai, nơi các trí thức trẻ đề xuất cơ chế, chính sách thuận lợi để cống hiến, phát huy, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới sáng tạo của đất nước. Với 4 nhóm nội dung: nghiên cứu và sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao, kết nối, phát triển, diễn đàn kỳ vọng là kênh để chia sẻ tri thức, kết nối nguồn lực, tiếp tục củng cố mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, đóng góp cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia, mục tiêu xây dựng một Việt Nam hiện đại, thịnh vượng.